Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 21 tháng 12 năm 2016. Linh Đan kính chào quý vị. Thủ tướng Campuchia thăm Việt Nam để giải quyết vấn đề biên giới. Bộ Chính trị cấm tiệc tùng sao hoa mừng thăng chức. Doanh nghiệp nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam vì vấn nạn môi trường. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hôm 20 tháng 12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tại Việt Nam. Một chuyên gia về quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chuyến thăm rất có ý nghĩa và những vấn đề nóng trong quan hệ hai nước sẽ được bàn thảo giữa hai nguyên thủ quốc gia. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới quốc gia Việt Nam nói với VOA. Một vấn đề hết sức trọng đại đó là vấn đề giải quyết cái vấn đề biên giới. Tức là quá trình tương với các mốc đang đến giai đoạn cuối cùng. Và hai bên có những cuộc đàm phán hết sức là có ý nghĩa. Và có lẽ lần này thì Thủ tướng hai bên sẽ có những quyết định chính trị cần thiết để có thể nhanh chóng giải quyết cái công việc này, có ý nghĩa lịch sử này. Thì đấy là một trong nội dung mà tôi cho rằng thì chuyến thăm này rất có ý nghĩa. Theo tường thuật của Jing News, Thủ tướng hai nước đã đồng ý giao cho Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc phối hợp giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới bằng các giải pháp công bằng hợp lý. Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã kéo dài nhiều năm và đặc biệt căng thẳng trong những năm gần đây, dẫn đến những cuộc xung đột giữa người dân sống dọc theo hai biên giới. Đảng cầm quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã bị đảng đối lập chỉ trích vì đã có những nhân nhượng với Việt Nam trong vấn đề phân định cắm mốc biên giới. Nhưng quyết định gần đây của chính quyền Campuchia về việc nhờ người Pháp giúp đỡ về bản đồ dùng để phân định biên giới đã được phía đối lập ủng hộ. Ngoài vấn đề biên giới, tiến sĩ Trần Công Trục nói những vấn đề khác như Việt Kiều ở Campuchia và hợp tác kinh tế, thương mại cũng sẽ được đem ra thảo luận. Chính phủ Việt Nam vừa ra quyết định cấm các cán bộ đảng viên tổ chức liên hoan tiệc tùng sau mỗi kỳ họp và kỳ thăng chức. Đây là động thái mới nhất của Hà Nội nhằm chấn chỉnh vai trò và nếp sống của cán bộ nhà nước sau khi một buổi tiệc hoành tráng mừng một quan chức tỉnh được thăng chức gây tranh luận và bức xúc trong xã hội. Theo bản tin ngày 19 tháng 12 của truyền thông trong nước, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký ban hành một quyết định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, trong đó nghiêm cấm họ lợi dụng các hoạt động họp hành và meeting để tiệc tùng lãng phí. Quy định 55 do Thường trực Ban Bí thư Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh ký được báo điện tử VN Media trích dẫn yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ăn uống chè chén xa hoa lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội. Đầu năm nay, tiệc mừng tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã được tổ chức linh đình với sự tham gia của nhiều quan chức nhà nước. Theo báo điện tử Việt Times, đêm giao lưu chúc mừng hoành tráng được đưa lên Facebook và bị nhiều người chỉ trích. Việt Times trích lời một lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói rằng tấm phông nền đã gây phản cảm trong dư luận và vụ việc cần kiểm điểm, phê bình, có hình thức kỷ luật và rút kinh nghiệm. Theo video trên YouTube của VTV1, tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban lệnh cấm chúc Tết Thủ tướng và yêu cầu tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bì, không bao. Ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Phúc một lần nữa nhắc lại lệnh này và yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Theo bình luận của Thanh niên Online, nạn biếu xén quà cáp vượt khung vào những dịp Tết thực ra là một dạng hối lộ bôi trơn. Trong bảng xếp hạng ChessMetrics, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, tác động của luật này rất hạn chế. Ô nhiễm và suy thoái môi trường ở Việt Nam được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đề cập tại một diễn đàn doanh nghiệp gần đây và họ cảnh báo đó sẽ là một tác động trực tiếp đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo một đoạn video của VTV1 trên YouTube, đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam đã nêu lên những quan tâm và lo lắng về mức độ ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Và theo bình luận của VTV1, đó là một trong những nguyên nhân gây ra việc rút vốn của nhiều doanh nghiệp nước ngoài khỏi Việt Nam. Sự cố lớn tại miền Trung năm nay, những vấn đề liên quan đến sông Mekong, hạn hán, lũ lụt, biến đổi khí hậu, chưa kể những ảnh hưởng không tốt đối với uy tín quốc gia, từ vai trò của Việt Nam trong việc buôn bán động vật hoang dã, đều là những vấn đề mà thế giới đang nhìn thấy.
Và rất thiết cũng phải thông báo rằng tuần vừa rồi nhà đầu tư lớn nhất của công ty Dragon chúng tôi thông báo quyết định của họ là rút ra khỏi thị trường Việt Nam vì lý do thiếu vắng những cái chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cũng khẳng định với VOA Việt ngữ rằng đang có một xu thế các doanh nghiệp nước ngoài rút vốn khỏi thị trường tài chính Việt Nam. Theo đánh giá của một số chuyên gia thì một số quỹ đầu tư nước ngoài đã bán tháo khoảng 400 triệu đô la cổ phiếu của họ ở thị trường chứng khoán của Việt Nam. Nhưng mà nhìn chung thì cái việc rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là một điểm đáng chú ý. Theo tiến sĩ Doanh thì điều đó có thể có một số nguyên nhân. Một trong số đó là do Mỹ rút khỏi TPP và kỳ vọng của các nhà đầu tư đó sẽ không được thực hiện. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế này cho rằng tình hình nợ công và tài chính của Việt Nam đang làm các nhà đầu tư lo lắng. Ngoài ô nhiễm nguồn nước, tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam cũng đã lên đến mức báo động. Theo đánh giá của một tổ chức nghiên cứu môi trường của Thụy Điển, Việt Nam nằm trong số 10 nước có bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới. Theo tiến sĩ Đinh Đức Trường, Phó trưởng khoa Môi trường và Đô thị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội, có sự đánh đổi giữa phát triển kinh tế và môi trường ở Việt Nam. Một nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Trường cho thấy các doanh nghiệp với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đóng vai trò lớn trong việc gây ra ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài nó vẫn là một cái trụ cột để tăng trưởng kinh tế, và ở một góc độ nào đấy thì như tôi nói, tức là vẫn còn có một cái sự đánh đổi nhất định giữa kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam thôi. Tiến sĩ Trường cho biết thiệt hại ô nhiễm môi trường gây ra tương đương với 5% GDP của Việt Nam hàng năm và cảnh báo Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc về mức độ ô nhiễm nếu không có biện pháp nào được áp dụng để giải quyết tình trạng này. Theo các chuyên gia, luật môi trường của Việt Nam được ban hành trong hơn 10 năm qua nhưng không được thực hiện đầy đủ. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Hôm thứ Ba ngày 20 tháng 12, Trung Quốc đã trả lại một tàu lặn không người lái của Mỹ mà họ đã thu giữ hồi tuần trước ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cho biết, việc bàn giao đã diễn ra ở ngay địa điểm Trung Quốc vớt chiếc tàu lặn lên. Tàu này đo độ mặn và nhiệt độ của các tầng nước biển. Ông Cook nhấn mạnh, sự cố này không phù hợp cả với luật quốc tế lẫn các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp trong ứng xử giữa các lực lượng hải quân trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh sau đó tố cáo rằng, Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành dò thám rất gần các vùng biển ven bờ của Trung Quốc. Đây là việc làm bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ. Quan chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 12 kêu gọi tiến hành điều tra Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi ông Duterte tuyên bố chính ông đã giết chết một số nghi can tội phạm. Cao ủy trưởng Liên Hợp Quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein kêu gọi nhà chức trách Philippines tiến hành điều tra tội giết người dựa vào tuyên bố của ông Duterte hôm 16 tháng 12 khi ông nói rằng ông đã bắn chết khoảng 3 người đàn ông khi còn là thị trưởng thành phố Davao. Theo ông Zeid, những lời thú nhận của ông Duterte là một vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế. Ông nói, ông Duterte phải bị mang ra trước công lý để đánh đi thông điệp rằng giết người và vi phạm nhân quyền sẽ không được nhà nước dung thứ và không có bất cứ một ai được phép ngồi lên trên pháp luật. Người đàn ông bị bắt vì tình nghi sát hại 12 người khi lao xe tải vào một phiên chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức vừa được phóng thích. Văn phòng trưởng Công tố viên Liên bang ngày 20 tháng 12 cho biết, cuộc điều tra đến lúc này chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu tình nghi nào cấp bách đối với người bị tố cáo. Nguồn tin này cho hay, nghi can đã cung cấp nhiều lời khai với cảnh sát nhưng khẳng định không phạm tội. Thông cáo từ văn phòng trưởng Công tố viên Liên bang nói thêm rằng, khó lần ra tung tích tài xế xe tải dựa vào lời khai nhân chứng và rằng quá trình điều tra tới nay chưa chứng minh được là lúc vụ việc xảy ra, nghi can có trong buồng lái xe tải hay không. Chiếc xe gây án thuộc một công ty vận tải Ba Lan và tài xế hợp pháp của xe được phát hiện đã bị bắn chết trong xe. Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12. Trong 45 người bị thương, có 30 người bị thương nặng. Bệnh
Bệnh lao giết chết khoảng 2 triệu người trong năm ngoái và trở thành một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Chẩn đoán bệnh chính xác rất quan trọng để giảm số tử vong, nhưng điều đó có thể là một thách thức đối với các nước đang phát triển. Một cơ sở y tế ở Tanzania đang sử dụng công cụ mới chi phí thấp có thể giúp hàng triệu người nhận được thuốc men cần thiết để chống lại căn bệnh này. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Chewa đang làm nhiệm vụ. Chú chuột túi khổng lồ châu Phi 4 tuổi này đang tầm soát bệnh lao qua các mẫu nước bọt của người, sử dụng khứu giác nhạy bén để phát hiện các phân tử hiện diện trong vi trùng lao. Khi phát hiện phân tử mang bệnh, Chewa dừng lại để cảnh báo cho người huấn luyện. Chuột túi khổng lồ châu Phi có nhiều gen cảm thụ hơn so với các loài động vật khác. Vì có khứu giác cao nên chúng có thể dễ dàng phát hiện sự hiện diện của bệnh lao trong nước bọt của con người. Đối với các nước đang phát triển như Tanzania, những con chuột này là công cụ rất cần thiết. Quốc gia này hiện phụ thuộc vào những kỹ thuật phát hiện bệnh lao lạc hậu hơn một thế kỷ, dẫn đến chẩn đoán sai và lây lan bệnh truyền nhiễm này. According to WHO estimates, theo ước tính của WHO thì con số 60.000 chỉ đại diện cho 1/3 số bệnh nhân ở đây, nghĩa là đa số bệnh nhân lao vẫn chưa được chẩn đoán. Hàng năm, 30.000 người sẽ chết vì bệnh lao tại Tanzania, tức là khoảng 82 người mỗi ngày. Apopo tin rằng những con chuột của họ có sẵn ở Tanzania là một giải pháp rẻ và hiệu quả để bù đắp lỗ hổng chẩn đoán. Chuột có thể mất từ 10 đến 20 phút để hoàn thành chẩn đoán 100 mẫu nước bọt. Nhiệm vụ này có thể khiến một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm mất từ 4 cho đến 5 ngày. Sau khi những con chuột tiến hành phân loại, các mẫu dương tính sẽ được kỹ thuật viên phòng thí nghiệm kiểm tra thêm. Kết quả cuối cùng được gửi trở lại bệnh viện trong vòng 24 giờ và bệnh nhân có thể bắt đầu dùng thuốc. Kể từ khi bắt đầu chương trình phát hiện bệnh lao này, Apopo cho biết những con chuột của họ đã phát hiện hàng ngàn trường hợp, thoạt tiên bị bỏ sót với những xét nghiệm thông thường. Apopo hy vọng sớm mở rộng chương trình phát hiện bệnh lao này đến những quốc gia khác và huấn luyện các con chuột như Chewa phát hiện ra các bệnh khác. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ông Donald Trump chính thức được bầu làm Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ hôm 19 tháng 12. Chiến thắng của ông được xác nhận với cuộc bỏ phiếu bắt buộc của đại cử tri đoàn, bất chấp một số lời kêu gọi yêu cầu các đại cử tri thôi ủng hộ ông. Được hơn 270 phiếu đại cử tri, ông Trump đã có bài phát biểu cảm ơn. Người dân Mỹ đã bỏ phiếu đông đảo chọn ông làm Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power hoan nghênh nghị quyết thúc đẩy việc triển khai giám sát viên tới miền đông Aleppo, nơi từng nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Tuy nhiên, bà khuyến cáo rằng quan trọng là nghị quyết này phải được khẩn trương thực thi. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ người đàn ông nổ súng trước Đại sứ quán Mỹ tại Ankara. Tuy nhiên, cho tới lúc này, chưa rõ vụ việc có liên quan đến vụ Đại sứ Nga bị ám sát cùng ngày hay không. Người đàn ông này đã giấu một khẩu súng trong áo khoác rồi lôi ra bắn chỉ thiên trước khi bị lực lượng an ninh sứ quán can thiệp và vô hiệu hóa. Không ai bị thương trong vụ việc này. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Linh Đan xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.